rất là tin sư phụ. Sau sau khi mà con rể tôi mất á, tôi có qua bên bên Wichita tôi ở đó, thì cái bữa mà sư phụ nói hướng đông bắc á, thì ổng cũng ra ra ngoài sân á, ổng cũng làm như lời sư phụ á, thì tất cả gia đình ra lại hướng đông bắc hết. Mà ổng tin sư phụ, lúc đó tôi chưa tin sư phụ mấy, tôi chỉ biết vậy thôi. Thì khi khi mà tôi nói là tôi lên trên núi Thiên Long Sơn, tôi thấy ông Ngô Tuấn Kiệt, cái ông nói trời ơi chị gặp Phật mà sao chị không lại đó. Mà ông xui tôi có lần hồi năm ngoái có qua đây có gặp sư phụ rồi. Đây, người sắp chết á, người ta có cái linh tính biết. Còn cái người mà còn trẻ, còn có tiền đó, nó mất cái linh tính. Mà ông cũng còn tiền tính thôi, cho nên khó nhận ra. À, dạ, ông nhận ra liền. Ông nói trời ơi, sao chị gặp sư phụ mà sao chị không lại, họ gặp Phật mà sao chị không lại. Mà nói Phật nha. Nhưng mà ông nói vậy. Mình còn trời ơi cháu ha, chưa thành Phật. Mình là đệ tử của Phật Thích Ca nghe. Ông gõ đầu mình mới đứng đây nè. Cái con lần đi về chơi bị đạp Thích Ca đạp xuống rồi lọt xuống ở đây á. Không biết ông ở xa mà sao ông tin sư phụ quá chừng luôn á, ngày nào cũng. Đâu có một mình ông, mấy chục triệu người bên Việt Nam hả? Cảm ơn sư phụ ngày nay. Rồi có đệ tử mới nè, Thiên Ích Vong cũng còn tiền á, tướng cũng tốt dễ sợ. Ôi. Dạ không có lại cha mẹ. Mình đón lên. Được, hôm nay được. Ê, đệ tử không lên sư phụ của anh này. Lên lên đây. Là ở quên. Cái này năm 2017. Ở đây có cái hình này nè. Năm 2017 lúc mà núi mình chưa bị đóng cửa đó, cho mình làm cái niêu này để cho mấy chư thiên thấy, thì mấy ông rồng bay lên đỉnh núi của Thiên Long Sơn đúng không? Ai cũng thấy đúng không? Ông bay nè. Ở trên cao này thì là cái ấn này. Cái ấn này á nó chấn rất là oai dũng ở bên cõi vô vi, cho nên hôm nay mang theo tại biết ồ đừng cúng dường cho mấy ông thầy nữa, con ấn này gắn rồi xong. Thì có ba cái ngọc ấn, sau này sẽ trấn ba miền Bắc Trung Nam, nhưng mà cái ấn này không phải lúc nào cũng mang theo đâu, khi nào tà rồi giữ cái mắt tại này thêm mấy trăm tuổi thọ cho con nữa, đừng sợ. Để gặp tôi ở Hawaii. Honolulu, Hawaii. Dạ, cũng để gần có... đi. Để gần. Honolulu, Hawaii. Dạ, có mấy đứa cháu cũng ở đây mà nó có gặp chú Kiệt hôm nay cũng mấy tháng nay. À, hôm trước có qua đây nhiều lần lắm nhưng mà không có lên núi được. À, thì tay có phương tiện đến đây thì muốn chú Kiệt nhận tôi là đệ tử với sư phụ. Sư phụ, tôi cũng quy y chùa Linh Sơn ở Honolulu bao nhiêu năm rồi, nhưng mà tôi thấy không có gần gũi sư phụ, không biết sao, nhưng mà tự theo chú Kiệt hồi mà 1919 tới giờ đi coi cái vụ về vụ ông Trump tới giờ, rồi cứ theo tới giờ đó, thì là cũng như là more involved, thích hiểu không? Thành ra bữa nay tôi ở đây trong vòng tới 7 tay mới về. Thành ra bữa nay đi xuống đây 10 giờ cái có một gặp một cặp chồng Việt Nam ở bên Việt Nam mà ở cùng trong xứ ở Dĩ An Việt Nam đó. Kêu có Dĩ An với đây nhau. Dĩ An và Dĩ An Bình Dương. Có gặp hai người cháu nó ở trong xóm luôn mà hai người đó không có duyên, cái chờ tới 11 giờ cái xóm đi ăn. Cái trở lại 11 giờ không có mở cửa, cái thành ra tụi tôi mới đi nữa. Cái hồi sau cái xe hư, cái bình điện nó hư ở Maxine. Cái nhờ người ta chấm, cái chạy trở lại biểu mấy đứa cháu dòm lên trên coi có mở cửa không. Ủa cha thấy mở cửa cái khâu ngừng xe để đấy, xe thì không biết làm sao. Thì vậy là nghĩ có duyên đi gặp chú Kiệt. Trong đó thấy địa chỉ chạy tới đây. Dạ. Đi bữa đầu tiên đến đây là đi ăn cơm tấm. Cái rồi lên đây thấy thì mấy có ban đêm đó tính coi cái schedule, nhưng mà thấy mấy có nhiều đệ tử ở trong tông kinh cái thôi đi về rồi có nhắn chú Kiệt nhiều lắm
thấy trước kia có cho cái cấu phải không, cái cấu dạ thành ra nhưng mà không biết schedule thành ra đến giờ muốn này. Làm con trời phải không? Dạ. Ok rồi, làm con trời thêm một cô tiên muốn đi về trời. Dạng như này á, quá quá đúng. Khổ phải không? Dạ dạ rồi dạ, thêm tên gì? Dạ 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 tên gì? Một chuyện nữa, con đặt hồi trước con không biết đặt cúng cha mẹ không biết đặt tên là tự nhiều tên quá. Hồi qua bên Mỹ 1907 tháng 3 71 rồi lấy chồng lính Mỹ thành ra rồi tên Việt Nam là Đào Thị Hơn. Rồi tới chân vô dân Mỹ đã đổi tên là Cindy, Cindy. Họ khác nữa. Rồi lúc sau lấy chồng khác nữa, rồi đặt tên khác nữa. Thành ra con không biết. Okay, con có okay, cái tên lúc cha mẹ đặt tên gì Hơn phải không? Con, dạ, cái hồi cha mẹ sinh đẻ thì vậy nhưng mà Đào con... Thị Hơn phải không? Bây giờ là Thiên Thị Hơn. Nhưng mà hôm trước con không biết con đặt Thiên Tâm Bạch. Tại vì con hiệu của con là Thiên. À, mình cái hiệu là... À, pháp danh là Tâm Bạch. Cái con đã biết con pháp danh là mấy thầy đặt hả? Ok thì giờ muốn Bạch ha, muốn được. Hơn vậy, kiểu nào cũng được. Được. Nhưng mà hôm nay là mấy vị chư thiên đang đứng đây nè. Dạ, giờ muốn quyết định là cái tên nào? Thấy con thấy thôi con không biết. Muốn tự mình đặt ha. Mình biết có lỗi. Để cho tự chịu đặt không? Có lỗi cha mẹ không, mình không có đặt cái tên của cha mẹ mà. Bây giờ nếu mà nhận mình sư phụ thì sư đặt cái á. Là chịu cái tên này luôn phải không? Dạ. Để cho phụ dễ nhớ là kỳ sao kìa. Dạ. Thiên Cơm Bê. À, Thiên. Thiên Cơm Bê. Thiên... Tóc Cơm Bê á. Tóc Cơm Bê. À, liêu. À, ok không? Được gì dễ hiểu. Tại lần sau mình gặp vậy. Bây giờ nhiều tên quá. Ừ, tiếng Việt bởi vậy cứ Việt. Thiên Cơm Bê đi. Bây giờ mới bắt nghe nhưng mà. Thiên Cơm Bê nghe cũng hay á chứ không phải Thiên Chùm Bê nha. Vậy hả? Thiên Cơm Bê nó này Cơm Bê. Thiên Cơm Bê. Cơm Bê. Thiên Kim Hất Tóc Cơm Bê á. Thiên Kim Bê. Tóc Cơm Bê không? Chữ đó kêu là gì? Cơm Bê đúng không? Cơm Bê à. Thì giờ mình kêu Thiên Cơm Bê cho dễ nhất. Nhiều cái tiếng Việt cũng không hiểu sư phụ biết không cũng dạ. Thầy nhưng giờ mà chứ sự hồi trước. Xin lỗi nha, tại vì ở trên trời mình nhỏ tuổi lắm xuống trần nó cũng vui vui vậy đó, nhưng mà mẹ nói là con có Bi Chí Dũng. Tối ngày con cầm cuốn sách đó, chạy theo mấy vị Phật học trên trường học tối ngày à. Tại 12 ông anh mỗi ông có một cái bủ bói khác, còn mình thì bủ bói mình là cuốn sách trên trời nên cũng còn vui vui vậy. Thiên Cơm Bê. Ok. Không sao. Thiên Cơm Bê. Con mới nói hồi trước. Thế là nhiều tên quá. Con nhắn sư phụ mà không rồi con hỏi trong mạng những đệ tử biết không thì người ta nói thôi cũng nghe cũng được không nghe cũng được ông thật sự cái clip của ông Kiệt ra tới đây là quá nhiều rồi, mọi người nào mới nghe người ta đâu có hiểu gì đâu, ta nghe ngang xương đâu hiểu, người ta bảo ông nghe ông này chán quá không bằng mấy ông thầy nói chuyện, dĩ nhiên mấy ông thầy ông chỉ nghe là dịu ngọt khúc đó thôi, nhưng mà một cái quá trình mà ấy muốn hiểu Kiệt á là phải hỏi người xung quanh. Cho nên những ai mà họ thiên hôm nay mà hiểu được cha hiệu mẹ và hiểu được Thiên Tướng Kiệt á, làm ơn có bổn phận phải đi nói với người xung quanh, chứ người mới người ta hoàn toàn người ta không có biết gì luôn á. Mấy ông Ovet không có chuyện gì đâu, tôi chả hiểu gì hết. Dĩ nhiên là không hiểu bạn mình á, mấy chục năm mà nó nghe mình nổi tiếng, cái em kêu nó nghe, tao đâu biết gì đâu, mày nói gì tao không hiểu. Mà nó là người Việt, biết tiếng Việt rành luôn mà nó không hiểu. Thí dụ như có những thằng kỹ sư đây, nó đâu có biết chuyện ở trên trời có 36 tầng trời, nó cũng đâu có biết, nó nghe chữ Thượng Đế dĩ nhiên nó biết cái đó nha, thì nó đâu có biết là Atula là gì, cái đó hơi khó nó không biết, mình không nói đi, rồi nói Phật Di Lạc là ai nó cũng chả biết luôn. Có những thằng nó kỳ như vậy á, mà cũng biết sao nói chuyện đó. Ok rồi thì mày cứ biết chuyện của mày đi, mấy con chip, mấy con ancestor gì đó. Con có gia đình của cái này cái gì không cái tại cái này là cái cổ này cũng sư cô để vô đây nè sư cô cổ gửi con không có đến được sư gia đình của cổ gửi không nhưng mà sư cô hả không biết mình có nhiều sư cô làm đệ tử mình lắm dạ, á dạ con biết cái đây nhiều sư cô bây giờ không đi theo
theo Phật nữa, mà, theo Thượng Đế mà, nhiều lắm à. Dạ, sư cô gửi cái này cho gia đình với cái này thì của con. Sư cô gửi để mà cho sư phụ chú nguyện giùm cho gia đình của sư cô. Bây giờ mấy sư cô á là mình phải đọc án a lệ tỳ xá đề bệ ra bạc sa ra đà rị bạc đà bạc nãy bạc sa ra bạc y phấn ngọc hồng đô lô ôn phấn ta bà ha. Là mình cho Lăng Nghiêm vô rồi, là bảo đảm mấy sư cô. Cậu nói đang theo dõi đó. Rồi, rồi, rồi Lăng Nghiêm vô rồi, Lăng Nghiêm vô rồi. Sư cô. Dạ. Có là tử thiên cơm bê nha con. Vì sao? Về nhà nhớ làm cái sầu tím phải chặt.